FC phạt nặng bóng đá Thái Lan và Indonesia sau vụ ẩu đà ở chung kết SEA Games 32. Ủy ban kỷ luật, đạo đức của AFC đã có buổi họp và thống nhất loạt án phạt liên quan đến vụ ẩu đà trong trận chung kết SEA Games 32 giữa Thái Lan và Indonesia và đưa ra thông báo tối ngày 11 tháng 7. Theo đó, 7 thành viên Indonesia gồm 3 cầu thủ và 4 huấn luyện viên, quan chức sẽ bị cấm tham dự 6 trận và nộp phạt 1.000 USD. Riêng tiền vệ Taufani Muslihuddin và trợ lý huấn luyện viên Sahari Guntong không bị phạt tiền. Các thành viên còn lại nhận 2 án phạt là cầu thủ là Agung Bagus Fawazi, Komang Tegu và 3 thành viên ban huấn luyện gồm Toy Chanadi, Ahmad Niza và Tega Diokta. 7 thành viên của Thái Lan cũng nhận án phạt tương tự gồm cầu thủ Sokongwit Rekiach và 2 trợ lý huấn luyện viên Patarawut, Wang Srip, Maidwat Adam. Riêng tiền vệ Chayapipat Chukunvasat và các quan chức Purachet Thosanit, Bamrung Bunprom và Kirapakruga chỉ nhận án cấm dự 6 trận đấu. Bên cạnh đó, AFC còn yêu cầu riêng Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, nộp phạt 10.000 USD và Liên đoàn bóng đá Indonesia, PFRI, thì không bị phạt. Trong thông báo này, AFC đưa ra cảnh cáo sẽ phạt Thái Lan và Indonesia nặng hơn nếu để sự việc tái diễn. Theo Siam Sport, án phạt này có hiệu lực ở các giải đấu do AFC tổ chức. Do đó, các cá nhân trên sẽ không thể tham dự vòng loại U23 ASEAN Cup diễn ra từ 6 đến 9 đến 12/9.